Ở vùng Gala đã ghi nhận 4 Pokemon hóa thạch. Tuy nhiên chúng là sản phẩm chắp vá từ phần đầu của hai loài với phần đuôi của hai loài khác. Thông tin Pokédex của chúng nó thì cũng toàn là chém gió. Dracozone. Vào thời xa xưa, Pokemon này là bất khả chiến bại vì có nửa thân dưới khỏe mạnh. Cơ đuôi cuồn cuộn của nó cũng là phần tạo ra điện năng. Tuy nhiên phần thân trên lại quá nhỏ so với phần thân dưới. Chúng bị tuyệt chủng do hết cây cỏ để ăn. Actozone. Nửa thân trên run rẩy lại là phần tạo ra điện năng. Pokemon này sống ở những bãi biển thời nguyên thủy và có thể để dành thức ăn trong phần băng ở nửa thân dưới. Nó đi lại rất khó khăn và tuyệt chủng vì đi chậm quá. Dracovish, cặp giò và xương hàm khỏe mạnh giúp cho Pokemon này trở thành kẻ đi săn số 1 vào thời kỳ của nó. Dracovish có thể đạt tới tốc độ 60 km/h, tuy nhiên nó không thể thở được trên cạn và tuyệt chủng bởi vì săn mồi quá đà nên hết cái để ăn. Arctovish, nó có thể bắt mồi bằng cách đóng băng khu vực xung quanh, nhưng sau đấy nó ăn cũng chật vật bởi vì mồm của nó ở trên đỉnh đầu. Xương mặt của con này không thể xuyên thủng, nhưng mà nó vẫn tuyệt chủng vì chứng khó thở.